Xin chào, hành trình năm 2022 đã chính thức khép lại, 2023 đến với những ước vọng mới. Nhân dịp Tết đến xuân về, KD xin chúc tất cả mọi người sẽ luôn gặt hái được những thắng lợi, sức khỏe và an yên. KD cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người vì đã luôn yêu thương, ủng hộ và đồng hành cùng mình trong một năm vừa qua. Dù bạn là ai, dù bạn ở đâu thì KD vẫn mong là bạn sẽ hạnh phúc và đừng quên KD vẫn luôn ở đây. Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào, đặc biệt là về thị trường bất động sản ở California thì cứ liên hệ với KD nhé. Chúc mừng năm mới!